Vâng, có thể nói vaccine chính là chìa khóa trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tất cả các quốc gia trên toàn thế giới. Và chính vì lẽ đó mà nhờ vào thành công từ dòng vaccine COVID-19 mà Pfizer, BioNTech và Moderna qua mỗi phút lại thu về 65.000 đô la Mỹ lợi nhuận, tức là hơn 1.000 đô la Mỹ trên một giây, tương đương với 22,6 triệu đồng. Báo cáo của Liên minh Vaccine Người dân PBA ước tính Pfizer, BioNTech và Moderna sẽ đạt được lợi nhuận trước thuế là 34 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, tương đương hơn 1.000 đô la Mỹ mỗi giây, 65.000 đô la Mỹ trên một phút hoặc 93,5 triệu đô la Mỹ trong một ngày. Theo PBA, nhận được hơn 8 tỷ đô la Mỹ từ đóng góp của công chúng trong quá trình phát triển vaccine COVID-19, bộ ba nhà sản xuất nói trên tiếp tục từ chối những lời kêu gọi chuyển giao công nghệ cho các nước thu nhập thấp và trung bình thông qua cơ chế do Tổ chức Y tế Thế giới WHO sắp xếp. Trong khi đó, hãng AstraZeneca và Johnson & Johnson từ đầu dịch đã cung cấp vaccine với giá gốc, bất chấp thông báo sẽ nâng giá trong thời gian tới. AstraZeneca cũng cam kết sẽ duy trì chính sách bán giá vốn cho các nước nghèo.